Arsenal, MU sẵn sàng đẩy Arsenal vào thảm họa, áp đảo về thế trận và số cơ hội thành bàn, sớm dẫn trước, nhưng Arsenal sụp đổ một cách khó hiểu vào cuối trận, để rồi thua ngược 1-2. Đấy là kịch bản trận Derby London hôm 29 tháng 12 vừa qua, trên sân nhà Emirates, Arsenal một lần nữa khiến người hâm mộ thất vọng, khi phơi áo trước hàng xóm Chelsea. Đấy cũng là trận thua thứ 4 liên tiếp của Arsenal trên sân nhà, tính trên mọi mặt trận. Kết quả tệ hại này vốn chỉ xuất hiện lần gần nhất cách nay tròn 60 năm, thua Chelsea. Arsenal chỉ giành một điểm sau hai trận đấu với tân huấn luyện viên Mikko Ateta. Arsenal đã rất kỳ vọng vào Ateta, người được lựa chọn kỹ sau khi sa thải Unai Emery và có thêm thời gian tính toán với Freddy Zangbub tạm quyền, nhưng vẫn chưa có nét tích cực nào. Trong 15 trận gần nhất, tính trên mọi đấu trường, pháo thủ trải qua ba người chỉ đạo khác nhau và chỉ có một chiến thắng. Trận thắng duy nhất này diễn ra trước West Ham ở vòng 16 Premier League. Trận thua Chelsea đến từ sai lầm của Ben Cleno, ngôi sao người Đức qua mặt Zegi, 6 sai lầm. Trở thành thủ môn mắc lỗi nhiều nhất, 7 lần, trực tiếp khiến đội nhà thủng lưới ở Premier từ đầu mùa 2018-2019, nhưng không phải Leno là nguyên nhân duy nhất của cuộc khủng hoảng, anh chỉ đơn thuần mang hình ảnh của chính Arsenal, tâm lý kém, yếu bản lĩnh khi chịu áp lực. Cuộc khủng hoảng không hồi kết khiến Arsenal bị đẩy xuống vị trí thứ 12 trên bảng xếp hạng Premier League. Cùng với đó là thảm họa 30 bàn thua, ngược lại với Arsenal, MU vượt qua cú vấp thua Watford để thắng cả hai trận gần nhất trước Newcastle và Burnley chiến thắng trên sân Burnley trong trận cuối cùng của năm 2019, cũng chấm dứt chuỗi 14 trận mà David Zerri không thể giữ sạch lưới ở Premier League. Đây có thể xem là tác động tích cực đến hàng thủ MU, cũng như chính Zerri. MU đang tiến rất gần đến top 4, khi chỉ còn cách Chelsea đúng 4 điểm. Điều này càng làm tăng thêm sức mạnh chiến đấu cho quỷ đỏ. Cuộc trỗi dậy của MU có dấu ấn không nhỏ từ bộ đôi Anthony Marshall, Marcus Rashford. Cả hai đang thi đấu nổi bật, đạt hiệu suất cao, đặc biệt hơn cả là Rashford ngôi sao người anh đã sớm vượt qua kỷ lục của cá nhân trong một mùa giải với mu cũng như riêng mặt trận premier league